Từ ngày 19 tháng 6, thành phố sẽ triển khai phân luồng mới để thi công dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Cụ thể, phương án phân luồng giai đoạn 2B về cơ bản giữ nguyên như giai đoạn 2A có điều chỉnh một số nội dung. Về biện pháp tổ chức giao thông, tuyến đường 2 tháng 9 tại nút giao với đường Trần Thị Lý sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông 24 trên 24 giờ hướng từ đài tưởng niệm vào nút đi trung tâm thành phố rẽ trái đi sân bay và rẽ lên cầu Trần Thị Lý. Tuyến đường Trần Thị Lý, đoạn từ Bạch Đằng nối dài đến 2 tháng 9, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông 24 trên 24 giờ. Tuyến đường Duy Tân, đoạn từ Lê Đình Thám đến Núi Thành, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông 24 trên 24 giờ, chỉ cho phép lưu thông nội bộ trên đường tạm bê tông xi măng phía nhà dân bên trái tuyến. Tuyến đường phía sau trung tâm hội nghị tiệc cưới, từ ngã ba 2 tháng 9 đến nút Trần Thị Lý, Bạch Đằng nối dài, tổ chức lưu thông tạm một chiều cùng chiều với đường Bạch Đằng nối dài. Đường bê tông xi măng nối 2 tháng 9 và khu đảo xanh, tổ chức lưu thông tạm một chiều theo hướng từ 2 tháng 9 đi vào khu đảo xanh.